Xin chào cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Thiện Nguyên Family Cuộc Sống Anh Quốc. Hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu với mọi người về công việc chính của Nguyên ở tại Anh, của hai vợ chồng Nguyên ở tại Anh, và giới thiệu với mọi người về khu vực mà Nguyên làm việc và sinh sống và cái tiệm bé bé xinh xinh của hai vợ chồng. Đây là Nguyên quay trước trước cửa tiệm á mọi người. Đối diện với cửa tiệm thì có một cái trường học cấp 1. Thì buổi trưa từ thứ hai cho tới thứ năm á, thứ sáu á, thì rất là nhiều học sinh ra chơi, và thường thường mình đứng ở chỗ cửa tiệm mình nhìn ra rất là thích luôn mọi người ạ. Đây là những cái cây cherry, vì mùa đông á, cho nên cherry nó rụng hết lá rồi. Còn về mùa hè mọi người biết không, chỉ cần mình ra đây mình đứng và mình với tay thôi là mình có thể hái được rất là nhiều cherry chín để mà ăn. Tại vì nó ngọt lắm nhưng mà trái nó nhỏ 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 chứ nó không có to bằng những cái trái cherry mà bán ở trong siêu thị á mọi người. Đây là ngay cái ngã ba nè, tiệm của hai vợ chồng Nguyên nè, dưa cây nail. Tiệm này nó nằm trên cái con đường này gọi là đường nhà thờ cũ. Cái nhà thờ này rất là lớn nhưng mà hầu như nó đã bị đóng cửa rất là lâu rồi, nó bỏ hoang rất là lâu rồi, cho nên gọi là đường nhà thờ cũ. Runcorn đó mọi người biết không, nó giống như một thị xã của Việt Nam mình thôi, một thị xã nhỏ ở trong một cái tỉnh nào đó. Thì ở bên đây người ta gọi là một cái town nhỏ chứ nó không phải là một cái thành phố lớn hay gì hết á, cho nên là cái khu vực này á, con người sống nó rất là gọi là sao ta, nó rất là không có năng động, không có nhộn nhịp như những thành phố lớn như London hoặc là Liverpool hoặc là Manchester. Khu vực này nó nhỏ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong tiệm Nguyên như thế nào nhé mọi người. Thì xin giới thiệu với mọi người, đây là tiệm của Nguyên nè. Thì cái kệ này là để những cái hộp mà dành cho khách hàng á, mỗi một người khách hàng sẽ có một cái hộp riêng để đựng đựng dũa với một số dụng cụ mà làm móng á, để riêng cho họ. Tại vì mùa dịch á, mình cẩn thận á, mình để riêng cho họ để khi mà họ vào á thì mình làm cho họ. Đây là cái tiệm của Nguyên, bề ngang thì nó cũng tầm khoảng hơn 10 mét thôi. Chiều sâu vô thì tầm khoảng 7 mét chứ không có được nhiều, không có được rộng lắm. Trong tiệm thì có 5 ghế. Tiệm của Nguyên á mọi người biết không, không phải như những cái tiệm ở Việt Nam hoặc là những cái tiệm lớn ở ở Anh hoặc là ở Mỹ. Tiệm của Nguyên thì chỉ có 5 ghế làm tay thôi, làm tay tức là đắp bột thôi, làm bột thôi, chứ không có làm tay chân nước như những cái tiệm lớn. Tại vì những cái tiệm lớn á thì ngâm chân nè, cắt da nè, rồi tẩy tế bào, tẩy da chết thì này kia nọ. Còn tiệm của Nguyên thì không có làm chân nước. Trong trong tiệm có một cái bộ salon như thế này để cho khách ngồi chờ. Và cái thông Noel này thì mỗi một năm vào dịp Noel thì sẽ dựng lên, và sau Noel thì sau Tết Tây thì mình cất vào. Đó, những cái này là để trang trí Noel cho tiệm nó đẹp á mọi người. Chứ chứ tiệm không có được lớn lắm cho nên là cây thông của mình á nó cũng bé bé xinh xinh chứ nó cũng không có được lớn lắm. Đó, mọi người thấy không? Giữa những cái ghế á, sẽ có một cái vách ngăn bằng mica mà chồng mình làm á, để mà giữ an toàn cho khách á, khi mà khách nói chuyện với nhau á sẽ không có bị lây nhiễm bệnh á. Đó, trong tiệm có một cái hồ cá nhỏ nữa, những cái ghế này cho khách ngồi nè, và ở trên cái bàn chủ bộ ghế này thì có những cái mẫu vẽ nha, đơn giản để cho khách xem, nếu mà khách thích thì mình sẽ vẽ cho khách. Và giá cả thì cũng cũng cao mọi người ạ. So ra với Việt Nam mình thì giá bên này nó gấp phải 5 lần luôn. Nhưng mà so với những cái tiệm lớn ở những cái khu vực lớn ở bên đây thì tiệm của mình thì giá cả nó rất là thấp, nó không có được cao lắm. Đó, mọi người thấy không? Trên mỗi một cái bàn á, thì có một cái vách ngăn nữa để ngăn giữa giữa mình với khách á, không có giao tiếp, để không có bị bắn nước bọt đó mọi người. Đây là nước sơn nè, tiệm của mình rất là nhiều nước sơn, tầm khoảng 1.200 chai nước sơn mọi người ạ, đủ tất cả các màu sắc luôn. Và người Tây á, họ thích những cái sắc màu á, những cái sắc màu mà họ thích nó cũng khác Việt Nam mình lắm. Việt Nam mình thích đỏ đen này kia nọ, còn Tây á, người ta thích màu hồng màu xanh, nói chung là thích nổi á, người Tây họ rất là thích nổi bật. Bây giờ á, mình sẽ dẫn mọi người đi vào trong khu vực phía trong này nhé.
thì phía trong này sẽ có một cái toilet, và phía bên phải là một cái toilet, phía trên này là một cái máy nè, cái máy nè đó là cái máy sưởi á mọi người. Thường thường Việt Nam mình xài máy lạnh đúng không, còn bên đây là phải xài máy sưởi nè. Máy sưởi cho ấm. Khu vực này là để khách rửa tay trước khi mình làm. Khu vực này thì thường thường mình vào mình ăn cơm á, hoặc là ăn uống gì đó, hoặc là pha cà phê cho khách, pha trà cho khách. Trong đây có một cái microwave để mình hâm nóng thức ăn, một cái tủ lạnh bé bé để mình đựng trái cây rồi để mình ăn. Đây là cái khu vực mà Quyên thích nhất nè. Khu vực này gọi là khu vực thu nhập hàng ngày, khu vực tính tiền. Và trên đây có một con chó mắt lé. Con chó này là con chó mắt lé đó, mọi người thấy không? Cái hũ này là cái hũ mà để cho thợ đựng những cái tiền tiếp bé bé vào trong đây nè, cho nó gọn đó. Đây là card visit của tiệm. Thì trên mỗi tấm card visit này mình sẽ in tất cả những giá cả của tiệm mình cho khách tham khảo trước khi mà khách đến á, và có số điện thoại của tiệm nữa. Trước khi mà khách đến tiệm á, khách gọi điện để đặt giờ làm á mọi người. Đó, trên đây là có tất cả những cái giá cả mà tầm trung bình khoảng từ 750 cho tới khoảng tầm 1.200.000 Việt Nam mình. Đây là cây trường sinh mà mình trồng lâu lắm rồi nè. Đó, tổng quan á, tổng quan. Cái cây Noel này nè, cái cây thông Noel này nè là nhỏ thôi chứ không có to. Mọi người thấy không? Đây là phía ra cửa nè, và đối diện là trường học đó. Cái máy này nè mọi người. Cái máy này á, là để khi mà chiều á, trước khi về nhà chồng mình á, và thợ á, sẽ bỏ hết tất cả ví nè, tiền nè, tiền xu nè, tiền giấy hay tiền gì đó, mình cứ cho hết vào trong đó, rồi mũ, rồi ví, rồi khăn, rồi bao tay để vào trong đó để diệt khuẩn hết. Xong rồi bấm 30 phút, khi mình diệt diệt khuẩn rồi xong xuôi hết rồi mình mới về nhà. Và bây giờ là lúc mà khách vào thì cũng là hơi chiều chiều rồi, khách vào nè mọi người. Đó, vì là Noel cho nên khách vào rất là đông, khách Tây nè. Đó, thôi bây giờ mình làm nhé mọi người, một lát nữa khi nào mình đi về á mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Ok anh, để em làm chứ. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi, Nguyên sẽ đi về trước. Tiệm Nguyên thì mở từ 9 giờ cho tới 9 giờ sáng cho tới 6 giờ tối. Nhưng mà vì hôm nay Nguyên để con bé ở nhà với người giữ bé cho nên là Nguyên sẽ đi về trước. Hello. Để lát nữa ghé siêu thị mua một ít đồ How ăn mang về. Thì ở Anh đó mọi người biết không, vào mùa đông á, thì sẽ sao Việt Nam mình 7 tiếng, còn mùa hè thì sao Việt Nam mình 6 tiếng. Nhưng mà vào mùa hè á, thì 9-10 giờ đêm á, thì trời vẫn còn sáng mọi người ạ. Ánh sáng ngoài rất là sáng luôn. Nhưng mà khi mà mùa đông á mọi người biết không, tầm 5 giờ chiều thôi là trời tối rồi, tối mịt như vậy nè mọi người thấy không? Đó, nó khác lạ như vậy đó. Nhiệt độ nó thấp lắm mọi người ơi, nhiệt độ hiện tại bây giờ khoảng tầm 7 độ C. Thì có hôm 4 độ, có hôm 3 độ và có hôm lạnh lắm thì 1 độ. Rất là lạnh luôn, nhưng mà khu vực mình ở lại không có tuyết nha. Mình ở đây 2 năm thì mình chưa bao giờ thấy tuyết tuyết rơi luôn. Có một lần hai lần mưa đá thôi chứ không có tuyết. Thì mình cũng rất là thích ngắm tuyết luôn, nhưng mà hình như là chưa có thấy bao giờ luôn á. Cái khu vực này là thường thường mình thường đứng khoảng tầm 1 phút để mình ngắm. Đó là cái khu vực mà người ta bày ra những cái ngôi nhà mà rao bán đó. Mình rất là thích khu vực này luôn á. Mình thường ngắm lắm, mặc dù mình chưa có khả năng mua nhà nhưng mình đến đây là mình phải ngắm một chút xíu rồi mình mới đi. Bây giờ mình sẽ quẹo qua siêu thị để vào siêu thị mua một số thức ăn để đem về ăn. Đi một mình cũng sợ mọi người ạ. Đi một mình trời tối cũng sợ lắm. Nhưng mà bên đây thì xe cảnh sát người ta cũng chạy nhiều ở ngoài đường lắm. Nói chung an ninh an toàn lắm chứ không có phức tạp. Mình sẽ vào siêu thị mua một ít đồ, mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó, bây giờ mình sẽ vào siêu thị nha. Thì siêu thị này người ta không có cho quay đâu, bây giờ mình đang quay lén á mọi người.
những cái thước phim của mình mà nếu mà có hơi rung lắc được mọi người đừng có giận mình nha. Đây là cây thủy tiên đó mọi người, cây thủy tiên hồng này, mình rất là thích cây này luôn đó, rất là thích ngắm hoa của nó, nhưng mà mùa đông này chăm sóc khó quá. Năm ngoái mình chăm một cây thì nó bị chết, cho nên bây giờ mình không nở nào, mình mua nó về mình chăm không được, nó không ra hoa, cho nên mình không có nở, không có nở mua nó, sợ nó chết. Cái siêu thị này gọi là siêu thị cô ập mắt. Cô ập này thì nó cũng nhỏ chứ nó không có to, mà nó bán đồ cũng mắc lắm mọi người ơi. Thường thường á mình đi Monison hoặc là mình đi những cái chỗ khác mình mua thì rẻ lắm, còn trong siêu thị này nó bán mắc lắm, nó bán mắc, cho nên là chỉ mua những cái nào mà mình cần dùng trong trong hàng ngày thôi, chứ mình không có mua dự trữ. Còn khi mà mình đi xa được thì mình mới mua dự trữ. Nhưng mà trong đây trái cây tươi ngon lắm, an toàn vệ sinh lắm, nho thì tất cả gì cũng có hết trơn á, táo nè, lê nè, lê là cái món mà mình thích nhất luôn, hầu như ngày nào mình cũng ăn. Táo nè, đó, khu vực bên này là quýt nè, chuối nè. Ở bên này không có chuối sim, chuối sứ như Việt Nam mình đâu, chỉ có chuối chuối màu vàng này thôi. Đó, đây là nấm nè, nấm ở Anh cũng ngon lắm, an toàn lắm mọi người ạ. Mà nấm này ngon lắm, mình mà nướng hoặc là mình xào, mình áp chảo rồi ăn với thịt bò cực kỳ ngon. Một hộp nấm này tương đương khoảng tầm 50-60 nghìn Việt Nam mình, hai cái nấm đó là gần 40 nghìn đó. Mình cũng sẽ lấy một hộp nấm. Rau xanh này mọi người, đó, măng tây, măng tây một bó nhỏ nhỏ như vậy tầm 70 nghìn đó, nhưng mà măng tây này ngon lắm, tươi xanh. Thôi chắc mình phải cất điện thoại vào thôi mọi người nhé, tại vì có thể là họ sẽ phát hiện ra mình đang quay phim á, họ không thích đâu, tại vì mình chưa có xin phép trước nè. Xin chào mọi người nha, bây giờ mình sẽ ghé Iceland và mua một ít thức ăn. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha.